Trước khi bắt đầu với giải thưởng bé viết văn Việt thì chúng ta sẽ nghe phần trình diễn của các em thiếu nhi trong bản hợp ca trình bày một nhạc phẩm. Cũng gần đến Tết Trung Thu rồi, chúng ta sẽ nghe nhạc phẩm Trăng Trung Thu. Please give a big applause. Xin quý vị một tràng pháo tay nữa cho các em thiếu nhi hợp ca.